Tuyệt truyện audio xin hân hạnh giới thiệu tới các quý vị khán thính giả tác phẩm truyện ngắn Dục vọng khó cưỡng. Mời các bạn chú ý đón nghe. Hương đang ngồi chải tóc và ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của mình trước gương. Hôm nay là ngày khai giảng, cũng là ngày đầu tiên nàng bước vào lớp 12 trường này. Quy định đồng phục một tuần phải mặc áo dài xen kẽ váy. Đứng trước gương ướm thử chiếc áo dài mà mẹ đã dắt đi may từ hè. Trước gương là hình ảnh của một thiếu nữ mơn mởn, chứ không còn là hình ảnh của cô bé e thẹn ngày nào nữa. Năm nay nàng đã bước qua cái tuổi 18, một trong những lứa tuổi đẹp nhất của thời con gái, cũng là đời học sinh. Thật ra nàng chỉ có 17 tuổi thôi, vì còn 4 tháng nữa mới đến sinh nhật nàng. Đang mải mê ngắm mình trong gương thì có tiếng ông Khương, cha nàng ở dưới gọi vọng lên nhắc nàng sửa soạn đi học. Hương vội vã vào phòng tắm chuẩn bị. Đứng dưới vòi nước mát lạnh, Hương nhắm mắt tưởng tượng về ngôi trường mới, về hình ảnh những chàng trai trong hình tượng Bạch Mã Hoàng Tử mà nàng thường xem trong tranh, tiểu thuyết. Nhớ lại hình ảnh chàng trai hôn cô gái đắm đuối rồi cứ dần xuống cổ, làm cho nàng thoáng giật mình khi tia nước bắn vào chỗ nhạy cảm nhất. Lau khô người xong, bỏ khăn tắm vào thau đồ dơ, nàng chợt nhớ ra là bộ áo dài bỏ trên giường. Không muốn khoác đồ dơ lên người, nàng liền bước ra lấy đồ. Cùng lúc đó thì ông Khương sốt ruột vì sợ con gái trễ giờ. Ông bước lên lầu 2 nhắc nhở. Vừa tiến tới phòng, ông Khương định gõ cửa thì thấy cửa không khóa, vì ở trên tầng 2 chỉ có mỗi phòng của Hương. Khi ăn sáng xong, nàng cũng không để ý chốt cửa lại. Vừa mới đến sát cửa, ông Khương chưa kịp cất lời gọi con gái thì đã thấy bóng Hương lướt qua giường ngủ. Trước mặt ông là người con gái đang dậy thì tuyệt mỹ, chứ không còn là đứa con gái ngây thơ ngày nào nữa. Ngắm nhìn người con gái kia, ông chỉ so sánh với vợ mình bà Linh. Quả thật là Hương thừa hưởng nét đẹp từ vợ ông. Ông Khương quen vợ khi học chung đại học, lúc đó thì bà vợ cũng đã phát triển trở thành thiếu nữ rồi. Bây giờ Hương không thua kém gì vợ mình lúc đó, nhưng vẫn còn mang dáng dấp của một thiếu nữ mới lớn, chưa có được cái vẻ đẹp mặn mòi của vợ mình. Nhưng vài năm nữa thôi, ông tin là Hương sẽ vượt hẳn mẹ mình. Cùng lúc đó Hương đã mặc xong cái quần lót màu trắng, vì là cái dạng lưới mỏng nên ông Khương có thể thấy rõ lất phất phía trên là một cái áo lót cũng màu trắng tinh khôi giống như tà áo dài của con gái. Hương cài xong cúc áo nhưng mà vẫn chưa mặc quần dài vào. Nàng soi mình trước gương, khẽ lấy tay chỉnh lại cái áo dài. Nàng cười tinh nghịch rồi với tay lấy cái quần mặc vào. Lúc này ông Khương mới chợt bừng tỉnh, nhẹ nhàng đi về phía cầu thang rồi gọi vọng lên cho Hương. Xuống đi con ơi, sắp trễ rồi. Dạ, con xuống liền. Vội vã trả lời ông Khương, nàng xách cái cặp chạy xuống. Tà vạt áo móc nhẹ vào cạnh giường, một đường chỉ nhỏ khẽ bị nứt ra. Ông Khương để xe máy ra ngoài ngồi chờ con gái. Ông cố gắng xua tan đi những hình ảnh khi nãy. Vì hôm nay là ngày khai giảng nên đường xá rất đông. Xe cứ nhấp dừng rồi chạy liên tục len lỏi qua những con đường, làm cho Hương dần dần tuột lên ngồi sát ông. Mọi ngày chở con gái đi ăn, ông Khương vẫn thấy bình thường. Tuy nhiên hôm nay nghĩ về hình ảnh khi nãy của Hương làm cho ông khẽ giật mình. Ông chợt nhớ lại hình ảnh khi xưa lúc quen bà Linh. Hai người đi trên chiếc xe đạp, bà khẽ dựa vào ông, cũng chính là cảm giác này đây. Mải suy nghĩ miên man thì đã ra đến ngôi trường mới của Hương, là một ngôi trường cấp 3 cổ kính ở quận 3, nơi tập trung ba ngôi trường cấp 3 danh tiếng sát liền nhau ở Hà Nội. Hương bước xuống xe khá bỡ ngỡ bởi vì mọi thứ quá xa lạ. Ông Khương trấn an con gái. Vào đi con, ngày đầu vui vẻ nhé. Vừa bước qua cửa, bác bảo vệ ngoài 20 tuổi nhìn nàng với ánh mắt nham nhở, rồi quay lại nói với chú bảo vệ già. Nhìn ngon quá chú ơi, sáng giờ toàn gái đẹp, con bé tóc xoăn buổi sáng tưởng là nhất rồi, vậy mà con bé này nhìn cũng không kém. Ôi cha ơi, nhìn kìa, đúng là nhất đám năm nay rồi, nhưng mà con bé này nhìn đã thật đấy, vừa có cái nét thủy mị, vừa có cái nét ươn ướt. Ông bảo vệ già gõ đầu nó một cái rồi nói. Mày lo cái thân mày đi, ăn nói cho nó cẩn thận. Biết trường này toàn là con ông cháu cha không, sớ dớ là khỏi có đường ra đấy nhá con. Còn biết mà chú, nhìn thôi cũng khó nữa. Đúng là ông già cổ hủ, mà công nhận con bé này nhìn đã mắt thật đấy.
Con bé hồi sáng chắc đã 92-94, còn con này chắc là 84-85 gì chứ, không ít. Ai ui đau. Hương không nghe rõ hai bác bảo vệ bàn chuyện gì, có điều là con mắt của gã trẻ thì chính xác thật. Tuổi của nàng tới tận 86 cơ, nhưng mà nàng mặc áo không có cúc bên trong để gã kia đã đoán sai. Cũng không ai có thể nghĩ cô bé lại có thể sở hữu số đo tuyệt vời đến như thế. Vào tới sân thì cũng là đến lúc trường bắt đầu làm lễ khai giảng. Dưới cột cờ các thầy cô lần lượt giới thiệu, hướng dẫn cho các học sinh. Những ngày đầu bỡ ngỡ khi đến trường, mọi thứ trôi qua cũng như một buổi lễ khai giảng trước. Sau buổi lễ khai giảng, mọi người lần lượt theo cô chủ nhiệm về lớp của mình. Lớp của Hương ở trên lầu 1 để mọi người di chuyển về hướng cầu thang. Do đứng cuối lớp nên nàng cũng ung dung đi theo mọi người mà thôi. Đang lên đến giữa cầu thang thì đột nhiên có ai đó dẫm vào tà áo dài của nàng. Nàng vấp ngã, chúi người về phía trước rồi quay ngược ra sau. Hai chân, hai tay hình chữ M. Hàng cúc áo ở bên hông đã bị bung ra. Những đứa bạn đi trước quay người lại nhìn. Có đứa cười khúc khích, có đứa nhìn ngơ ngác, có đứa tranh thủ nhìn qua khe hở vừa rồi. Hương vội lấy tay cài lại hàng cúc áo và xoay người lại xem đứa nào dẫm đến áo của mình. Vì đi cuối hàng nên đi sau lưng nàng chỉ còn có hai đứa con trai, một thằng ốm tóc tai bù xù. Cảm nhận ban đầu của nàng thì chỉ có một từ, đó là xấu. Đứa còn lại thì khá dễ nhìn, nếu không nói là tương đối đẹp trai. Cả hai đều chăm chăm nhìn về nàng. Vừa bị tức vừa bị quê vì mới bị lộ hàng trước cả lớp, Hương định chửi thì đứa tóc tai bù xù vội lên tiếng. Xin lỗi. Tuy nhiên, ánh mắt cả hai vẫn không rời khỏi nàng và chính xác là ở chỗ chân nàng. Hương giật mình nhìn xuống, thì ra tiếng xèn xẹt ban nãy là do lúc ngã. Cái quần vải nó không chịu nổi đã rách một đoạn đường. Chưa kể với cái tư thế nằm thế kia. Trời ơi, hai gã kia đã thấy à? Hai đứa con trai nuốt nước miếng cái ực rồi nhìn chăm chú vào nàng. Cũng may là lúc đó đang ở trên cầu thang nên mọi thứ khá tối, không nhìn rõ. Không thì mọi thứ đã phơi bày ra hết mất. Vội vã khép chân lại và kéo tà áo xuống, Hương lúng túng đứng dậy. Thằng đẹp trai vội chạy đến đỡ Hương lên rồi hỏi, bạn có sao không? Hương đáp gọn lỏn rồi nhanh đi lên lớp, trong lòng vừa lo lắng vừa xấu hổ xen lẫn bực tức vì chuyện vừa xảy ra. Ngồi trong lớp, nàng cẩn thận để vạt áo che đi chỗ chân mình. Lâu lâu vẫn còn vài đứa con trai vẫn lén nhìn sang nàng soi mói xem là cái cúc áo kia có còn bung ra nữa không. Hương khá là bực bội, nhưng mà vẫn cảm thấy có gì đó thích thú khi biết có cảm giác có người khác để ý đến mình. Nghĩ lại chuyện ở chân cầu thang, trời ơi, đôi chân hình chữ M, đột nhiên ở phía dưới có cảm giác hơi nhoi nhói, nàng kẹp chân lại. Tuy nhiên, Hương vẫn thấp thỏm ở trong lòng vì sợ mọi người sẽ biết chuyện khi sáng ở cầu thang. Nhưng cuối cùng, Hương thở phào nhẹ nhõm vì hai đứa kia không kể cho ai khác. Đến chiều, bà Linh ghé đón Hương rồi chở nàng đi ăn uống, nhưng nàng nhất quyết đòi về vì muốn thay bộ áo dài ra. Bà Linh đành phải chiều lòng chở con gái về. Trên đường về, trong đầu nàng vẫn loanh quanh hình ảnh lúc sáng ở chân cầu thang. Vừa về đến nhà, nàng vén tà áo dài lên rồi bước ngang xuống xe. Trước nhà nàng là một quán bún. Khi nàng vừa bước xuống thì có một gã đang uống ly nước phun thẳng ngụm nước vào tô bún của thằng bạn. Chưa kể đến gần đó có một ông xe ôm cũng đang nhìn chỗ chân của nàng rồi nuốt nước miếng cái ực. Khi ấy có hướng ánh nắng chiếu vào cho nên một thứ đen láy hiện rõ trên cái quần đùi trắng. Hương chợt phát giác ra sai lầm của mình, chạy thẳng lên lầu rồi thở hổn hển, cởi phăng cả bộ đồ rồi chạy vào phòng tắm. Nhớ lại nụ cười nham nhở của hai gã ăn uống lúc nãy, của ông xe ôm, tưởng tượng lại hình ảnh ở trường, chân nàng run lên, nàng lấy vòi nước xịt đi. Nhưng lần này cảm giác của dòng nước lại càng tăng áp lực vào những cảm xúc của nàng. Cố gắng xóa bỏ đi hình ảnh đó thì lại càng làm cho nàng nhớ rõ hơn. Nàng càng lúc càng cảm thấy dạo dực, chân nàng run nhẹ nhẹ theo từng tia nước này. Lần đầu tiên nàng biết đến cảm giác tê tê, cái cảm giác đã thay đổi hoàn toàn con người của nàng. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày khai giảng, cậu bảo vệ trẻ 20 tuổi đã bị đuổi vì nhà trường nhận được nhiều phản ánh của học sinh. Với đôi mắt cú vọ nhìn các em học sinh hao háo, nhiều lần hẹn hò với các nữ sinh, cậu ta đã làm cho một số học sinh nữ có bầu. Câu chuyện gây chấn động học đường. Trong trường bây giờ chỉ còn lại cái ông bảo vệ già, có lẽ nhìn ông người ta thấy yên tâm hơn. Ông đã ngót nghét 57 tuổi.
cái tuổi mà con đàn cháu đống sum vầy. Còn ông thì đơn thân lẻ bóng. Đã hơn 10 năm nay kể từ cái ngày mà vợ con ông dứt khoát bỏ đi, để lại ông và sự túng quẫn tột cùng. Ông được nhận vào làm bảo vệ tại trường trung học phổ thông Xuân Mai. Sáng sáng quét sân mở lớp học, chiều tối lại làm công việc đảo ngược lại. Mỗi đêm ông quay lại với thế giới riêng nhỏ bé của mình, một căn phòng gỗ siêu vẹo sau góc sân trường. Mỗi đêm cả một thân thể gầy gò của ông nằm rút trên giường gỗ ọp ẹp. Mọi chuyện cứ tưởng như thế cho đến hết đời, nếu không có chuyện xảy ra đêm đó. Đó là một đêm khó ngủ, mưa gió rì rào qua ô cửa sổ, mưa lớn như chút nước làm trên mái tôn tiếng vang lên từng đợt. Ông nằm vắt tay lên trán cố đi vào giấc ngủ, nhưng lòng ông cảm thấy nôn nao bất an kỳ lạ. Ông chợt nhớ đến chuồng con gà và bầy chó con không đủ che chắn. Ông trùng hối hả bật dậy, khoác tạm chiếc áo mưa lao ra ngoài. Giống như ông nghĩ, mẹ con bầy gà ướt sũng run rẩy thật tội nghiệp. Ông Trung kéo tấm tôn cũ chắn lại ngang cửa chuồng, kê lại chuồng thật chắc chắn. Chợt ông thấy một tà bóng trăng trắng đang nép người lại mái hiên vòm bảo vệ trước cổng trường. Mà sao? Với cái tuổi của ông Trung đã sống từng này, chẳng thèm nghĩ đến chuyện vớ vẩn đó nữa. Nếu trên đời quả thật có ma thì ông cũng chẳng quan tâm. Ai đây? Ông vút nước mưa trên mặt rồi bước đến. Chú bảo vệ à, con là Hương lớp 12A7 đây ạ. Giọng một đứa con gái yếu ớt run rẩy vang lên. Hương à. Ông Trung lẩm bẩm tiếp tục bước đến để nhìn rõ gương mặt trắng nhợt ướt đẫm của con bé. Ông mới nhớ ra, con Hương là một trong những đứa học sinh giỏi nhất khối lớp 12, cũng thuộc dạng xinh xắn nhất. Con nhỏ, mày làm gì ở đây mưa gió khuya khoắt thế này hả? Chú cho con vào với, con bị ướt hết rồi ạ. Con bé run rẩy đôi môi run lên này nỉ. Mày, vào đây. Ông Trung mở cổng, con bé không kịp nói gì, vứt xe đạp chỏng chơ trên sân, kéo vội vạt áo mưa sau của ông trùm lên đầu. Cơ thể nó lạnh lẽo chạm nhẹ làm cho ông Trung rùng mình. Ông Trung chậm chậm bước đi cho nó bám theo. Đến hành lang lớp học, ông dừng lại. Mày đọc số điện thoại của bố mẹ chú gọi tới đón cho. Không, con tự về được. Con không muốn họ đón, hết mưa là con về ạ. Mày biết giờ này là mấy giờ đêm rồi không? Con đòi về một mình, còn bộ dạng như vậy. Ánh mắt ông Trung chợt dừng lại trên người con bé. Lớp vải ướt màu trắng bám sát vào người, hơi thở phập phồng căng tràn sức sống. Cổ áo dài đang bung cúc để lộ chiếc cổ trắng ngần không ngấn. Gương mặt con bé thất thần nhìn ra ngoài mưa, mặc cho giọt nước chảy dài trên đôi môi đỏ hồng. Ông chợt thấy xấu hổ vì ánh mắt của mình. Mày phải đi về thôi, phải có người đón chứ. Ông quả quyết bước đến phòng giám thị nơi có điện thoại bàn. Không chú, chú đừng đuổi con về, hết mưa con về được mà. Dù chú có gọi cho họ thì họ cũng không đi đón con đâu, họ đâu cần con nữa. Nó ngồi bệt xuống sàn bưng mặt khóc nức nở. Này này, có việc gì? Tại sao lại khóc? Ông Trung lúng túng. Ông ngồi xuống bên nó nhưng cũng chẳng biết làm gì. Ông Trung vỗ nhẹ nhẹ đầu nó. Đó là hành động an ủi duy nhất ông có thể nghĩ đến. Chú. Con bé khóc lớn hơn, khóc như bị dồn nén từ rất lâu. Nó sa vào lòng ông, cả người ông run rẩy hơn ai hết. Ông biết mình đang là điểm tựa tâm lý cho nó. Nhưng con gái dù sao cũng đã lớn, lại không phải anh em ruột thịt. Nó khóc nức nở, rung rúc trong lòng ông thế này, có gì đó rất không ổn. Ông cảm nhận được sự mềm mại êm dịu từ rất lâu, ngỡ như đã quên mất. Tay nó chống dưới sàn lại vô tình. Ông Trung không biết làm gì, ông cũng chẳng dám mong gì hơn. Có lẽ giây phút này được kéo dài mãi mãi thì ông sẽ mãn nguyện lắm. Thì bố con làm sao lại không cần con chứ? Giọng ông chợt nhẹ nhàng hơn nhiều. Họ ly dị, mỗi người đều có người khác. Con như là của thừa, chả ai muốn nhận con để làm kỳ đà cản mũi. Sao lại thế? Không phải vậy đâu. Con bé chảy nước mũi, cả người run lên. Ông nhìn qua vai con bé, vạt áo dài mở rộng một bên, một làn da trắng căng bóng nãy nở. Ông nhìn thấy mà nhộn nhạo lạ kỳ. Con cảm lạnh rồi đấy, cũng phải có người đến đón con thôi, chứ mưa tới bao giờ mới dứt đây. Ông thấy hơi thở mình dồn dập gấp gáp, ánh mắt không thể rời khỏi con bé. Không, con không muốn về. Con gọi con Mai, con gọi con Phượng, không đứa nào nghe máy, không ai cần con nữa rồi. Thôi bây giờ thế này, con vào phòng chú hơ quần áo cho khô đi,
chờ hết mưa rồi hãng về. Ông Trung thấy tim mình đập nhanh thật nhanh, cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên rủ con gái đi chơi thời niên thiếu. Sẽ không có gì xảy ra, nó còn nhỏ tuổi hơn con mình, bất cứ người nào cũng sẽ hành động như ông trong hoàn cảnh này. Không ai để một con bé ướt nhẹt ngồi đó đến phát lạnh, có thể còn viêm phổi nữa. Ông luôn tự dặn như vậy. Bàn tay lạnh buốt của con bé níu chặt áo ông lại, làm cho ông chờ mong gì đó. Ông túm lấy cái chăn vải nhỏ bẩn, sau đó ông buộc sợi dây kẽm vào hai đầu, buộc cố định vào góc phòng, nơi ông thường dùng để phơi quần áo. Con qua đấy thay đồ ra. Con bé líu xíu vén chăn chui vào trong, tiếng sột soạt vang lên trong tai. Ông Trung nghe rõ mồn một, còn rõ hơn cả tiếng mưa gió thét gào ở bên ngoài. Từng mảnh vải trắng sục nước vắt lên xào. Ông Trung đưa tay với lấy, thêm hai mảnh vải trắng nữa đưa lên làm cho tim ông thắt lại. Hai mảnh đồ lót trắng tinh mỏng manh làm cho ông ngẩn ngơ thất thần. Chú hơ dùm con, cô bé nói, chợt ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của ông. Ông đang đứng sát vào cái bức tranh, mặt ông nhô lên khá nhiều. Bức tranh này không che được cái bờ vai trắng hồng của con bé trước ánh mắt nóng bỏng của ông. Ôi dồi ôi, con bé khẽ nói, mặt đỏ bừng vội khom người xuống. Ông Trung bừng tỉnh, mặt nóng lên vì xấu hổ. À, chờ chú chút nha, cũng nhanh thôi. Ông Trung vừa lấy đống quần áo chạy ra giường. Hai bàn tay ông run rẩy cầm hai đồ lót thật nhỏ thật xinh. Thổn thức ông đưa lên mũi, mùi hương con gái thơm thoang thoảng vươn vấn trong mũi làm cho ông lặng cả người. Ơ chú! Con bé mặt đỏ gắt quay mặt qua chỗ khác, nhưng cái hành động của ông Trung nó đã thấy rõ. Nó cũng chẳng biết việc đó là gì, nhưng có gì đó rất kỳ cục làm cho nó nóng hết cả người. Nó thu về gần hết đôi chân thon dài bóng loáng. Hả? Ờ chú! Chú phơi đây, dùng cái đèn này nó nóng lắm, chút nữa là khô thôi. Ông Trung vừa trải quần áo lên xào kéo cái bóng đèn tròn mắt vào sát vách bên. Căn phòng chợt tối đi thấy rõ, ánh sáng mập mờ soi qua hai lớp vải áo dài, hằn cả hình ảnh cái áo lót lên vách gỗ đối diện. Căn phòng thật êm ắng, tiếng mưa mờ nhạt như từ từ rót ra, chỉ còn hai hơi thở ngượng ngùng ấp úng. Con ăn tối chưa, mà chú chỉ có mì gói thôi. Ông Trung lên tiếng trước. Dạ chưa, con đói lắm ạ. Ông Trung đổ nước nấu mì, thỉnh thoảng quay đầu nhìn gương mặt của Hương. Nó ngồi ngay trên giường ông, nhìn xung quanh tò mò. Dưới ánh đèn mở loe loét, đôi mắt nó sáng long lanh. Hai hàng mi dài cong vuốt, đôi môi căng chín đỏ mọng, như cố tình khoe đôi răng trắng đều sáng như ngọc. Bên dưới cái chăn trùm kín là đôi chân mơn mởn thẳng dài khép hờ. Ông tự hỏi phía trên nữa là gì? Hỏi như thể ông chưa từng biết đến phụ nữ bao giờ. Cẩn thận nóng đấy. Ông Trung đứng nhìn con bé cúi gập người trên giường hít hà bên tô mì khói nghi ngút. Chiếc chăn kéo dài sang một bên vai và một nửa căng tròn đang phơi bày trước mắt ông. Chợt con bé bưng tô lên húp hì hụp, cánh tay buông lỏng, mép chăn buông xuống. Ông Trung chết sững người, ngay trước mắt ông trọn vẹn luôn mơn mởn. Trời ơi, hai hồng đào đỏ đỏ xinh xắn. Ông thấy cái cổ họng mình khô hanh hốc, cái lạnh lẽo bỏ không bao nhiêu năm nay chợt nóng bừng lên. Con bé vừa phát hiện có cái gì đó mát lạnh, liền hoảng hốt lại, vung tay tô mì tung tóe khắp trên giường. Con xin lỗi. Nó mếu máo, tay giữ mép chăn lau lau cái chiếu bị bẩn. Chợt bàn tay khô rát nóng hổi của ông Trung nắm lấy tay nó. Hương, con đẹp lắm con. Ông thấy bàn tay nhỏ xíu của nó muốn tan chảy. Con... Hương hơi bất ngờ nhìn lên. Chú tội nghiệp lắm Hương ơi. Khóe mắt của ông Trung long lanh ngấn lệ. Con thương chú, con cho chú nhé. Con... Có vẻ hơi ngờ ngợ hiểu ra lời của ông Trung nói. Chú biết mà, con cho chú nhìn chút thôi. Tay ông Trung run rẩy gỡ tay của Hương ra. Chỉ một chút thôi. Chú không được. Con bé cố giữ lấy mép chăn, chỉ sợ tuột ra khỏi người. Con thương chú, cho chú nhìn một chút thôi nha, con đẹp lắm Hương à. Hương cúi gầm mặt, hai má đỏ bừng đến tận mang tai, chiếc chăn như muốn hất tung ra. Ông Trung thấy trái tim mình đập nhanh như muốn nổ tung, tay ông run run, ông kéo nó dậy. Con bé run rẩy khép hai chân lại, bàn tay nhỏ bé không biết bỏ đâu. Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của hai người. Một người con gái trinh nguyên căng tràn nhựa sống, run rẩy trước ánh mắt nóng bỏng của ông Trung.
Mắt ông tham lam cắn nuốt lấy hình ảnh của Hương, tham lam nhưng không muốn bỏ qua chi tiết nào. Làn da trong suốt này, đầy nhựa sống là đây, lại còn chỗ này nữa. Ông đang run rẩy, từng ngón tay thô ráp chạm vào cơ thể nó, làm cho nó thở hổn hển. Ơ kìa chú nói là... Đang ú ớ để phản đối, tự nhiên cánh tay to lớn bao trùm lấy nó. Bàn tay ông đúng là tham lam. Ơ kìa chú, đừng mà. Con bé khẽ rít qua cái kẽ răng, cái miệng lòm chỏm dâu của ông Trung cứ thế mà ngấu nghiến nuốt trọn con mồi. Chú, con sợ lắm, đừng. Không sao, con thương chú, chiều chú một lát nữa thôi. Bờ môi khô khốc của ông khiến cho Hương co rút người lại. Tay nó bấu chặt lên vai ông, nước miếng ông ứa đầy ra cả khoang miệng. Ôi chú ơi. Ông không trả lời nó, bởi vì ông đang bận bịu với công việc của mình. Chưa bao giờ ông thấy có bữa thịt ngon và tuyệt vời như thế này cả. Ngay cả vợ ông thời con gái trong ký ức, bà ta xuất thân từ một gia đình nông dân, không thể có được sự mềm mại thơm ngon như vậy được. Ông chợt dừng lại, hai mắt mở to ngắm nhìn bàn tay thô ráp của mình. Hơi thở dồn dập của con bé thơm ngát phà vào mặt ông. Nó cúi gầm mặt, mắt nhắm nghiền, mọi thứ cứ tuôn nhẹ nhẹ theo nhịp tay của ông. Chú tiếp tục nha. Ông nuốt nước miếng hỏi nhỏ. Con bé khẽ gật đầu rồi chợt lắc đầu, miệng lí nhí nói, Con không biết ạ. Con gái nói không được là bật đèn xanh, con nói không biết là không cần đèn, muốn đi thế nào cũng được. Và cuối cùng thì ông đã tìm được cái cảm giác tuyệt vời tưởng chừng đã lãng quên sau bao nhiêu năm nay. Sau cái giây phút sung sướng là cảm giác xấu hổ khôn cùng. Ông Trung lúng túng không dám nhìn mặt con bé. Hương lại càng ngượng ngùng hơn, nó chỉ biết cúi gầm mặt, thay quần áo thật nhanh chạy vụt ra ngoài. Ông Trung thất thần một chút, vội thay quần áo đuổi theo con bé. Khuya thế này, ông không thể để cho con bé về một mình. Hai chiếc xe đạp chạy chậm chậm dọc theo con phố vắng tanh, không một lời nói, không một ánh mắt trao đổi. Mãi đến gần nhà Hương thì Hương mới thỏ thẻ. Con về nhà, chú về trường đi. Con Hương siết chặt ghi đông xe, miệng lúng túng. Con biết mà, chuyện này con sẽ không nói cho ai biết hết. Con bé bỏ lại một câu, để ông Trung thất thần nhìn theo bóng lưng nó khuất sâu vào hẻm nhỏ. Sau ngày hôm đó, Hương vẫn đi học như bình thường. Vài hôm đầu con bé còn cố tình né tránh chạm mặt ông Trung, nhưng có muốn tránh cũng không được, khi mà ông Trung là người viết phiếu gửi xe của nhà trường. Sự ngượng ngùng chỉ tồn tại vài ngày. Trên gương mặt con bé, nó lại tiếp tục hồn nhiên vui vẻ trước mặt ông Trung. Điều đó làm cho ông vui, nhưng đâu đó trong lòng lại cảm thấy mất mát luyến tiếc. Mọi chuyện có lẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng mà ông trời lại cố tình trêu chọc lên ông Trung. 2 tháng sau, trong một đêm trăng thanh, con bé Hương lại tìm đến ông. Lần này nó mang theo cả túi xách quần áo. Chưa kịp hỏi điều gì, con bé đã lao vào lòng ông khóc lóc như mưa. Lão già đấy, làm sao hắn có thể làm như vậy? Hắn là cha dượng của con mà làm sao hắn dám? Còn mẹ con bà ta? Hương, con nói hắn đã làm gì con? Lòng ông chợt sôi lên như một sự giận dữ. Ông cầm lấy cánh tay nhỏ bé của nó mà rít lên. Hắn rình xem con tắm. Rồi cúi gằm mặt im thin thít. Ông Trung thở phào nhẹ nhõm. Con mách với mẹ nhưng... Con bé nức nở. Nhưng mà mẹ không tin, mẹ còn la, còn đánh con. Tại sao như vậy? Tại sao ạ? Ông Trung ấp úng mấy lần nhưng không biết nói gì, an ủi con bé bằng cách nói tốt cho mẹ nó hoặc chê trách sự vô tâm mù quáng của bà ta. Ông quả thật không biết nên nói gì. Con sẽ không về nữa, con sẽ ở đây với chú. Không được, con không thể ở đây. Ông Trung hoảng hốt la lên. Được mà, con suy nghĩ kỹ rồi. Con bé nhìn ông rồi nói. Sáng con đi sớm, con đạp xe vòng vòng rồi con quay lại trường học. Xong con lại giả vờ đi về, đi vòng vòng rồi quay lại đây sau khi mọi người về hết. Không, cách gì cũng không được. Trong đầu ông Trung không khỏi nghĩ qua phương án của con bé, nhưng mà lý trí của ông vẫn không dám chấp nhận. Con năn nỉ chú mà, chú đừng có bỏ con không còn chỗ nào để mà đi hết. Chú sẽ đưa con về nhà nói chuyện với mẹ con. Con không muốn gặp bà ta. Chú cho con ở đây. Chú muốn con thế nào cũng được mà. Ông Trung vò tóc, đầu óc ông rối tung. Ông không nhận ra mặt con bé đang đỏ lên. Nó bỏ áo váy và cả 2 mảnh đồ lót.
Nó như một con nhộng đứng đối diện với ông như phạm nhân chờ phán quyết. Con mơ tới nhưng lại xa lạ, bởi vì nó chắc chắn không thể thuộc về ông. Ông biết mình không xứng đáng. Chú có muốn không? Mọi thứ đang mời gọi. Bờ môi khô khốc nứt nẻ của ông Trung. Ông thoáng giữ người miệng hé mở. Chú cho con ở đây đi. Tối nào con cũng cho chú nha chú. Con thật ra con cũng nhớ lắm. Nhiều khi con muốn được ở bên chú, nhưng con sợ. Được lời như cởi tấm lòng, ông lao vào con bé như thiêu thân. Con bé cũng vậy, cứ ôm ghì lấy đầu ông, miệng nó há hốc. Khi cả mái tóc dâm bù xù đầy mồ hôi của ông, con bé chưa hiểu chuyện gì. Chú ơi, con... Ôi, chú làm gì vậy? Căn phòng tràn ngập tiếng hít hà sột soạt của ông Trung. Một lúc con bé mềm nhũn, giống như là người say rượu. Ông Trung mới nhổm dậy lau miệng thỏa mãn cái thành quả của mình. Đang thiêm thiếp đê mê, ông thoáng chần chừ, cuối cùng thì ông cũng làm cái chuyện kia. Vậy thì sao chứ, dù ngày mai bắt ông chết đi, ông cũng không còn gì để nuối tiếc. Nhưng mà còn Hương, đời nó sẽ ra sao? Rồi ông đã cho nó biết cảm giác sung sướng đầu đời, nhưng vẫn chưa quá xa. Ông lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Chú... Con bé mặt đỏ lừ lừ nhìn ông. Ông khẽ lướt nhìn thứ đang cầm trên tay ông, thở dài nằm xuống. Ở bên nó, ông biết điều cấm kỵ của mình. Phải chi... đừng con. Con không sợ sao? Con không biết. Câu trả lời của con bé lại là một ngã tư không cần đèn đỏ. Hơn ai hết, ông vừa rút được một bông hoa hồng nhỏ kia. Nhưng dù mong muốn của ông hay con bé, ông Trung cũng không thể chấp nhận. Ông thở dài, vậy là đêm đó ông lại cố giữ gìn cho nó. Đêm đó có thể nói là đêm hạnh phúc nhất của ông Trung trong suốt 10 năm qua, kể từ ngày vợ con ông bỏ đi. Đêm đó, hai người ở trong phòng tắm, nhưng mà ánh mắt của Hương không còn có sự ngượng ngùng, mà thêm vào đó là sự tò mò, ao ước khám phá. Ông biết đã đến lúc dạy cho nó một bài học mới. Tối hôm đó, Hương không sao ngủ được. Ánh mắt nó nhìn lên trần nhà có một chút mâu thuẫn, có một chút hụt hẫng. Chuyện con bé Hương lén lút ở chung với ông Trung chỉ kéo dài được 2 ngày. Mẹ nó lên tới trường tìm bắt nó ra nói chuyện. Trong giờ học, hai mẹ con tranh cãi. Một lúc lâu thì giải quyết mọi chuyện. Mẹ nó kiên quyết dứt tình với người đàn ông đó để rước con gái về nhà. Việc nó ngủ đâu trong vòng 2 ngày, con bé chỉ nói dối là ngủ tại nhà một đứa bạn gái học chung trường. Mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc tại đây, hoặc cùng lắm là tiếp diễn thêm vài lần trò chơi giữa ông Trung và con Hương. Nhưng 2 ngày sau, ông nhận được tin từ con trai vợ ông qua đời. Ông Trung xin phép nghỉ về quê 1 tuần. Nghĩa tử là nghĩa tận. Dù vợ con ông đã bỏ ông 10 năm, nhưng ông vẫn thấy mình có trách nhiệm với gia đình. 10 ngày sau, ông quay lại trường với tâm trạng ổn định kỳ lạ. Vợ ông đã an nghỉ yên ấm, thằng con trai 21 tuổi cũng nhận lại cha và nó bằng lòng đến ở cùng với ông. Ông Trung gọi ngay lên trường trình bày mọi việc. Ban giám hiệu đồng ý cho con ông ở chung với ông, ít nhất cho đến lúc nó tìm được việc làm ổn định. Thế là ông lên Hà Nội trước để thằng con thu xếp và gửi gắm nhà cửa. Mái trường vẫn như vậy, lá bàng vàng úa rơi vãi cả sân trường, mấy con chó nhỏ ăng ẳng cuốn quýt dưới chân ông. Thời gian ông xin nghỉ về quê, nhà trường thuê tạm 2 thanh niên phường thay phiên trực giữ trường. Thanh niên thì chỉ mãi là thanh niên, không thể chăm chỉ tỉ mỉ như người lớn tuổi được. Ông đi dọc hành lang lớp học, chợt một cánh cửa lớp làm cho ông chú ý. Giờ này trường đã tan học hơn 1 tiếng, lẽ ra cửa lớp đã phải khóa lại hết. Tại sao cánh cửa này vẫn còn hé mở? Ông lắc đầu ngao ngán kiểu làm việc của 2 gác phường rồi. Khi ông vào trường, ngay cả bản mặt 2 đứa nhỏ cũng không thấy đâu. Đột nhiên ông nghe thấy một âm thanh kỳ lạ mà nó lại không hợp hoàn cảnh này, mà nó lại quen thuộc vô cùng. Ông đẩy cửa ra, tim ông như thắt lại. Trên chiếc bàn giữa lớp là một người phụ nữ. Trời ạ, với những bàn tay của 2 gã đàn ông, dưới bàn chân ngổn ngang là những mảnh áo dài trắng và quân phục phường. Đứa con gái đó lại chính là Hương, con bé mà hơn 10 ngày trước trong vòng tay ông. Giờ đây nó với đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tê tái cuốn hút 2 gã đàn ông kia. Ôi trời ơi, cái mái tóc kia. Ông đập mạnh cánh cửa phòng. 6 con mắt đỏ ngầu ngơ ngác nhìn ông. Hương hoảng hốt hét lên, sau đó nhảy xuống bàn co rúm người lại. 2 gã phường đội kia hậm hực tiếc nuối, vừa lo lắng nhìn ông Trung.
Hai gương mặt này cũng không xa lạ đối với ông. Mỗi lần trường có lễ lớn, hai gã thường được cử xuống phụ giúp. Hai cậu biến ngay, tôi sẽ báo cáo việc này với trường. Ông Trung nắm chặt hai nắm đấm, mắt long lên đầy giận dữ. Chú Trung, bọn con, em nó đồng ý mà, không phải tụi con làm bậy đâu. Một thằng nói ấp úng, tay vẫn cầm vội cái rẻ lau bảng để che chắn. Mày còn nói nữa, bọn mày nhá, dụ dỗ con gái nhà lành làm chuyện đồi trụy trong trường. Nó đồng ý thì sao, tôi cũng sẽ mách bố mẹ nó, tôi sẽ không buông tha cho các cậu. Chú... Bọn chúng lúng túng đến phát khóc, quay sang nhìn con bé thật tội nghiệp. Con bé đang bật khóc, run rẩy co ro dưới bàn. Thôi được rồi, hai đứa mày về đi, lần này tao sẽ không báo trường. Ông biết dọa nạt bấy nhiêu là đủ. Nhưng lần sau ấy, mày còn dụ dỗ con bé này, tao sẽ báo cả chuyện này luôn một lượt, nghe chưa? Dạ dạ, bọn con không dám nữa đâu ạ. Hai thằng đó sợ hãi mau chóng lấy quần áo lao ra cửa. Căn phòng im ắng chỉ còn lại con Hương đang co ro khum núm dưới gầm bàn và ông Trung thất thần đứng ngay cửa. Sau một lúc lấy hết can đảm thì Hương ngẩng đầu lên phát hiện ra ông đã đi từ lúc nào. Ông Trung vừa về đến phòng thì một cái dáng hình mềm mại ôm chầm lấy lưng ông. Con xin lỗi, con không nên như vậy, nhưng con thật sự... Hương nức nở, ông Trung gỡ tay nó quay lại nhìn con bé. Quần áo thì xộc xệch đang co ro vì sợ hãi, cổ nó còn hở ra cả dấu răng, khóe miệng nó đỏ hồng. Ông chợt thấy lòng nóng lên như lò lửa. Bao nhiêu cố gắng giữ gìn cho con bé, ông làm đều vô ích. Tại sao? Ông thở dài rồi ngồi xuống mép giường. Môi ông mấp máy như muốn nói nhưng không thốt ra được thành lời. Chú không hiểu, con rất ngoan mà Hương. Con chỉ là nhớ cảm giác đó, con muốn được chú yêu thương. Con bé nức nở, nó nắm chặt lấy tay ông. Không thể được. Ông Trung lắc đầu áy náy. Chú giận con là chuyện khác. Chú thừa nhận sai lầm của chú. Chú không nên, nhưng mà ít ra chú chưa bao giờ hại đời con. Hai gã kia không phải như vậy. Chúng nó tuổi con có thể yêu, có thể làm chuyện đó. Nhưng mà đây là hai người là hành vi. Con không hiểu ạ. Con bé thút thít, mắt ngấn lệ nhìn ông Trung, bàn tay nó lạnh lẽo đan lại. Tại sao chú như vậy với con từ ban đầu rồi? Tại sao lại ngừng lại, không tiến xa hơn? Vì con sao? Vì như vậy thì đầu óc con mới trong sáng vô tư sao? Càng nói nó càng hét lớn giận dữ. Chú còn lớn tuổi hơn bố con. Với con được mà. Hai anh kia thì sao chứ? Sao lại không được ạ? Con bé này, mày có im đi không? Mày muốn sao? Từng mảnh quần áo bị ném đi. Ánh mắt của con bé đầy hoảng sợ, nhưng nó không hề kháng cự. Vậy là chuyện gì đến cũng đã đến. Con bé há hốc mồm mà đón nhận. Một tiếng đồng hồ, hai người dính chặt lấy nhau thở hổn hển, không hề biết ngay tại cửa phòng, một người thanh niên đã chết sững, đánh rơi cả túi đồ trong tay. Thằng Thiên, con trai ông Trung, năm nay vừa tròn 21 tuổi, mẹ nó vừa qua đời, nó theo lời ông Trung lên Hà Nội làm việc. Nghĩ đến Hà Nội là lòng nó nóng lòng không chịu được. Ông Trung phải đi sớm để lo công việc. Nó ở nhà thu xếp công việc rồi đi theo ông. Nó chỉ chậm hơn ông có một chuyến đò. Có lẽ ông trời đã tính sẵn để cho nó chứng kiến cảnh khó tin này. Trời ơi là trời, một nhăn nheo đen đủi teo tóp, một loại căng tròn mơn mởn hồng hào như tiên. Tương phản một sự tương phản trái với luân thường đạo lý, làm cho nó dạo dực khó chịu đến cùng cực. Thiên để ý tới cô gái mặt mày đỏ hồng xinh đẹp, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, hàng lông mi đen dài cong vút, cánh mũi phập phồng tê dại. Số trời cho quả thật là có số trời cho hay sao? Nó đang thầm ghen tức với chính bố của nó. Chợt con bé sực tỉnh, hai mắt mở tròn nhìn Thiên. Trong ánh mắt đó là sự hoảng hốt xấu hổ vô cùng. Con bé giật bắn cả người. Sau đó ông Trung ngã ra bên cạnh. Hương vội chùm chăn lên người ẩn náu. Mày làm sao lên sớm vậy? Ông Trung vớ vội cái quần cặp rồi lôi thằng con ra ngoài, không quên khép cửa lại. Người trong đó là dì của con hả? Thiên nuốt nước miếng hỏi. Không. Ông lắc đầu rồi lại gật đầu lia lịa. Cũng có thể xem là vậy, mà tao hỏi mày sao lên đây sớm vậy? Thì con đi theo bố, vậy mới biết bố cao tay đấy, học sinh của trường cơ à. Nó cười đều, mắt vẫn lén nhìn qua khe cửa, nơi mà Hương đang mặc quần áo. Này! Ông cốc vào đầu nó, làm nó đau,
mặt nó đỏ lên. Đau, con có nói sai chỗ nào? Con bé kia có khi còn nhỏ tuổi hơn cả con đấy. Mày... Ông Trung đang tức giận bừng bừng với thằng con, chợt cánh cửa bật mở. Cái Hương cúi gằm mặt mà tai nó đỏ bừng không dám nhìn cậu thanh niên lạ mặt kia. Nó lí nhí chào ông Trung rồi mím chặt môi rời đi. Ánh mắt của thằng Thiên nhìn theo cái dáng đi cứ đờ đẫn, nó nhìn như hiểu ra điều gì. Hai cha con ông Trung từ lâu đã không ở chung với nhau, giống như là chó với mèo, hở ra một chút là to tiếng. Ông Trung vừa lẩm bẩm chửi, vừa dựng tấm bảng kia chia đôi căn phòng. Từ giờ căn phòng được kê thêm một cái giường bằng mặt bàn học sinh cũ, đối đầu với giường ông ngăn cách một lớp màng vải. Qua vài hôm, Thiên bắt đầu quen với cuộc sống mới. Sáng đi tìm việc, chiều thì trông xe phụ ông Trung quét sân khóa cửa lớp học. Nhưng từ ngay hôm đầu tiên, nó đã phát hiện ra một thú vui đặc biệt mà chỉ có ở nơi này. Đó là ngắm các em gái nữ sinh cấp 3 trong bộ áo dài. Công việc giữ xe là khoái nhất, có thể ngồi chặn ngay ở cửa ra vào, vừa ghi thẻ, vừa lén nhìn những tà áo dài kéo lệch sang một bên. Ông Trung biết được tính khí của con trai, nên đã kể lại câu chuyện mà cái cậu thanh niên 20 tuổi trước có làm cùng với ông bị đuổi việc vì làm con gái người ta có bầu. Từ xa, ông Trung đã thấy Hương đi vào trường. Con bé từ ngày đó đã hơn một tuần rồi không tìm đến ông. Không phải nó và ông không muốn, mà vì sự có mặt của Thiên. Ông bắt đầu lo lắng, đôi lúc hy vọng nó tìm được một thằng con trai nào đó, tốt nhất là con trai nhà giàu để trao thân gửi phận. Chuyện đời bây giờ đã thoáng hơn ngày xưa rất nhiều. Một đứa con gái không còn trong trắng khi lấy chồng thì cũng không chịu thiệt. Hà Nội này tuy phát triển về kinh tế, nhưng nói về chuyện phóng khoáng giữa nam và nữ thời buổi hiện đại mà ở Hà Nội này, nhà cửa san sát mọi người thi nhau về nơi phố thị. Chính vì thế, làm gì có đồng không hưu quạnh trai tân nữ tú ở đây? Người người gặp nhau không làm chuyện đó thì làm chuyện gì? Ông Trung bắt đầu thở dài, nhặt cây chổi lên và bắt đầu quét lá. Hai bố con ông Trung đang ngồi ăn cơm thì cánh cửa vang lên tiếng gõ. Ông Trung thoáng ngạc nhiên rồi đi ra mở cửa. Sau cánh cửa là khuôn mặt xinh đẹp ngượng ngùng của Hương. Giống như ông dự đoán, vì nơi ông Trung ở là khuôn viên của trường lại xa cổng, ông lại không dùng điện thoại. Chỉ có cách ông giấu thêm một cái chìa khóa ở bên ngoài. Khi có người cần tìm thì ông tự mở. Nơi giấu khóa ấy hiện nay ngoài ông chỉ có Thiên và Hương biết. Đã hơn một tuần rồi, con bé không tìm tới ông. Ông còn nghĩ rằng nó đã tìm được bạn trai hay ít ra là một thằng đàn ông chăm sóc nhu cầu đó. Nhưng giờ đây thấy khuôn mặt đỏ bừng và hai bàn tay vặn vẹo e ngại của nó, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Vào đi con, ăn cơm chưa? Câu hỏi khách sáo của ông Trung làm thằng Thiên đang ngồi ăn cũng khựng lại. Nó ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt e ngại của Hương. Con ăn rồi, chào anh. Con bé nói lí nhí. Vậy là chuyện qua lại của ông Trung và Hương lại tiếp tục. Cho đến một ngày, ông Trung về quê dỗ họ. Ông xin nghỉ hai hôm. Mọi việc trên trường ông giao lại cho con trai mình là Thiên. Rồi ông gọi điện lên cho con trai, ông nghỉ thêm 3 ngày nữa là 5 ngày vì ông bị ốm. Buổi trưa hôm thứ tư, thấy bố mình đỡ hơn nhưng lòng dạ ông cứ nóng bừng bừng. Bồn chồn, cảm nhận có điều chẳng lành. Ông biết mấy hôm mình về quê, Hương có ghé qua đấy không? Chẳng biết thằng Thiên có ý định gì. Lửa gần rơm lâu ngày có bén. Con bé Hương này thơ ngây dễ dụ, còn thằng Thiên cũng đâu phải dạng khù khờ. Nó mồm mép có khi hốt luôn con bé cũng nên. Suy nghĩ đắn đo, ông lên Hà Nội sớm, vừa sắp xếp quần áo và ba lô, sẵn chuẩn bị ít hoa quả, gọi là từ quê lên phố mai biếu các thầy cô trong trường. Bỗng bất chợt điện thoại của ông vang lên, hiện lên số của thầy hiệu trưởng gọi. Alo, ông Trung đó à? Phòng bảo vệ của ông có chuyện rồi, bắt xe lên đây gấp. Hiện ban giám hiệu nhà trường mời mọi người đang họp đông đủ. Kia là thằng Thiên, kia chẳng phải là mẹ Hương sao? Lại một lần nữa, ông Trung đối diện với sự bê bối ngay tại trường học mà con trai ông. Thằng Thiên và con Hương ngang nhiên đi công viên. Ông Trung đã chứng kiến cảnh này rất nhiều, chứng kiến sự ra đi của những bảo vệ khác. Nhưng ngày hôm nay người ngồi đây không ai khác, chính là thằng con trai ông. Và một điều đặc biệt là, một điều khủng khiếp mà ông không ngờ tới, đó là Hương đã thú nhận những lần qua lại và hành động của ông với tất cả bao nhiêu lần, ở đâu và như thế nào. Ông và con trai xấu hổ nhục nhã khi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hương chưa đủ 18 tuổi nên cái án ông nhận là rất nặng. Còn đối với Thiên con trai ông, tuy mới chân ướt chân ráo lên và cũng chưa gây ra vấn đề gì nghiêm trọng, cả hai bị trục xuất ra khỏi trường. Vụ bê bối tại trường phổ thông trung học Xuân Mai làm cho cả nước sửng sốt trong suốt một tháng.
ngành báo chí cũng rất bận rộn, tốn bao nhiêu là giấy mực. Những nhà tâm lý học nổi tiếng cũng nhăn mày bóp chán phân tích, và đặc biệt là các bậc phụ huynh đứng ngồi không yên lo lắng. Trong một góc tối của căn phòng, mùi ẩm mốc dơ bẩn, một tấm lưng gầy còm cong vòng, co giò thỉnh thoảng lại ho lên sù sụ, suy nghĩ về những lỗi lầm sai trái của mình và ân hận đầy hối tiếc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi Tuyết Đặng cùng với quý vị vừa thưởng thức xong một bộ truyện vô cùng hấp dẫn. Hy vọng rằng những tình tiết trong câu chuyện đã mang lại cho quý vị những giây phút thật thư giãn. Tuyết Đặng rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video để mọi người đều có thể nghe chuyện. Và đừng quên ấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những bộ truyện hay do Tuyết Đặng diễn xuất nhé.